Giá như mà mọi người đều làm những thứ mình giỏi, ngoài kia vẫn có một số người chọn sai hướng. Và kết quả như nào thì đã quá rõ ràng rồi. Tiếng gì lạ lạ bên ngoài vậy? Ủa, chú Lau Kính đang làm việc mà trông chú ấy có vẻ sợ hãi. Ồ không, mình mắc chứng sợ độ cao. Cho tôi ra khỏi đây đi. Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống mà. Quá đáng sợ, mình đang lao ở tầng nhất. Sợ quá đi. Anh chàng này tốt hơn nên tìm một công việc nào đó gần mặt đất hơn. Bác sĩ thú y cũng phải thật cẩn thận với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Đây là khách hàng đầu tiên. Khốn ngoan, để chị xem em bị gì nha. Hachi. Và một cái nữa. Không phải cảm lạnh đâu. Cô ấy dị ứng với lông động vật. Và giờ bác sĩ mới là người cần được chăm sóc. Bệnh nhân tiếp theo là cá. Chắc cô ấy không bị dị ứng với cá đâu ha. Chưa chắc. Lại một nạn nhân khác phải hứng chịu. Hachi. Bác sĩ nhìn có vẻ như đang bị nhiễm virus nguy hiểm. Chả trách sao, khách hàng cứ lần lượt muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Khả năng cô ấy nên suy nghĩ đến đổi việc. Ồ, lại một chàng trai khác đến cùng chú tắc kè hoa. Không biết có dị ứng với thằng lằn không ha. Để xem nào. Mặt chị làm sao vậy? Dị ứng có khi nó nấp đấy. Bạn sẽ không biết khi nào nó lộ ra đâu. Sao da mình ngứa quá vậy nè. Tất nhiên không còn ai ở đây chữa cho bạn tắc kè nữa rồi. Đến gặp bác sĩ có khi còn tệ hơn đó. Megan đến gặp bác sĩ vì vết thương cánh tay. Để xem có đau không. Để bác tháo băng ra nha. Ừ, có máu. Mỗi ngày bác sĩ nhìn rất nhiều thứ đáng sợ. Thì cái này có gì to tát đâu nhỉ. Nhưng không phải bác sĩ này. Ồ không, choáng quá à. Ngất xỉu khi nhìn thấy máu là một lý do quan trọng để không chọn học y. Vì thấy máu là chuyện hàng ngày. Ồ, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Anh bảo hộ mới đó. Anh ấy ngầu quá à. Megan và Sue rất thích. Có việc cho người hùng rồi. Cứu, đuối nước. Siêu nhân đang vội vã cứu người. Nhưng tinh thần thì yếu đuối. Vừa mới chạm chân vào nước. Lạnh quá à. Mình nghĩ anh này không bơi giỏi đâu. Ồ không, một người nóng bỏng như mình sao vào biển lạnh được chứ. Wow, nhìn thấy chưa? Cứu chân của tôi. Công việc giấy tờ đòi hỏi nhiều tâm huyết, nhất là khi bạn làm sếp lớn. Chị ký giúp em cái này, gấp lắm ạ. Ừ, chị biết rồi. Khi bạn có tài năng hội họa mà ba má bắt làm bà chủ, thay vì ký chữ thường, cô ấy ký cả một tuyệt tác. Nếu cô ấy dùng màu thì sao ta? Với cái kiểu này thì phải tốn bao lâu mới ký xong đống giấy tờ vậy? Chỉ cần vài nét nữa là hoàn thành bức tranh. Làm văn phòng không làm chậm được đâu. Chồng giấy trên bàn tăng lên chóng mặt. Nhưng nghệ thuật là tâm huyết. Đừng nên vội vã. Không biết đối tác có thích chữ ký nghệ thuật của cô ấy không nhỉ? Đầu bếp cũng là một nghề sáng tạo. Táo thường là một nguyên liệu để làm ra nhiều món ăn ngon. Hôm nay thì không rồi. Đây là món khách gọi hôm nay. Ồ không, lại là bò bít tết. Mình không thể cắt động vật. Đầu bếp nấu chay. Và rất nhiều người như vậy. Như trường hợp này, bạn phải tìm một nhà hàng phù hợp với mình. Ví dụ như nhà hàng chay chẳng hạn. Như vậy bạn mới không nhìn miếng bò mà khóc chứ. Mặc dù tan nát trái tim đầu bếp, nhưng thịt vẫn phải vào lò. Tiếng khóc của thuần chay truyền vào miếng salad. Mặc dù khóc thương miếng thịt, nhưng cô vẫn đem đồ ăn cho khách. Mặt cô ta bị làm sao vậy? Nhìn mặt thảm quá. Tuy nhiên, hình như miếng thịt đã thấm hết muối từ nước mắt của cô ấy rồi. Không nuốt nổi. Em chắc cô ta chuyên nghiệp không vậy? Thật tuyệt vì có những người bạn chuẩn bị bất ngờ vào sinh nhật. Một chiếc hộp khổng lồ. Bên trong có gì ta? Có người. Không.
vật, một vũ công sôi động. Đáng tiếc, cô ấy sợ không gian kính. Ồ, cuối cùng, được tự do. Này, không phải sẽ nhảy sao? Đời như mơ, cô ấy liền gặp tình huống phải bỏ chạy vì quá xấu hổ. Tội nghiệp Michael, cậu ấy không hề có bất ngờ gì hôm nay. Nghề trông trẻ cần có trách nhiệm. Ôi, chào các bé đáng yêu. Mẹ để các con cho vú nuôi. Điều cuối cùng. Và giờ đây là vú nuôi. Cô ấy cố gắng nở nụ cười tươi với bọn trẻ, nhưng không thể che đậy mãi. Rõ ràng là cô ấy không thích con nít cho lắm. Thế là bọn trẻ đành chơi một mình, trong khi vú nuôi lại đi lướt điện thoại. Chúng phiền quá đi, mà còn ồn ào nữa. Sự kiên nhẫn đã sắp hết, nhưng bé gái mang một bức chân dung vẽ vú nuôi vừa mới vẽ xong. Cô ấy sẽ cảm động. Không, chỉ giả vờ thôi. Đẹp quá. Rồi đó, đi đi. Tranh gì mà thấy gớm. Cô ấy dị ứng với con nít hay gì? Thật sự rất nhiều người như thế này. Thế còn làm chuyên viên tẩy lông thì sao? Tự tin chiếm hết một nửa rồi. Nào, để mình nhớ lại xem cách làm như nào. Megan muốn tẩy lông tay. Chuyên viên lấy miếng tẩy lông. Rồi anh liếc nhìn màn hình laptop lần nữa. Ái chà, mọi thứ vẫn ổn. Nếu chuyên viên không dám lộn tay của anh ấy. Megan hoảng hồn. Nhưng không phải một mình cô ấy đâu. À, khủng khiếp quá. Giúp tôi lột miếng dán ra đi. Đáng sợ quá. Ai mới là người đi tẩy lông đây? Ôi là trời, đau quá. Xăm là một việc hệ trọng. Đẹp hay không là ở đôi tay người nghệ sĩ giỏi. Su cuối cùng đã quyết định hình cô ấy muốn. Mọi thứ vẫn rất tốt, trừ đôi tay chị thợ xăm đang run. Đây là ác mộng mà. Máy xăm cứ lắc qua lắc lại. Su đã thấy hối hận với quyết định đi xăm của mình. Ok, xong rồi nè. Giống y như ảnh luôn. Cái quái gì đây? Chị xóa có được không? Hay là tôi cứ đi như này với cái hình quái dị suốt cuộc đời của mình? Người nghệ sĩ này không biết xăm rồi. Bạn tưởng tượng huấn luyện viên yoga như nào? Một người dẻo dai và được đào tạo bài bản. Đúng vậy. Nhưng không phải huấn luyện viên nào cũng như nhau. Bạn huấn luyện viên này hình như không thể tập được bài của mình. Ow, đau quá. May mắn là học viên không nhìn thấy. Cứ cười thôi. Học viên tập rất dễ dàng. Họ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Có thật chỉ là huấn luyện viên không vậy? Động tác nguy hiểm. Cô ấy sắp bị lộ tẩy rồi. Ui, té rồi kìa. Đúng như vậy. Đây cũng gọi là giáo viên dạy thăng bằng à. Về thôi. Bồn rửa chén bị nghẹt đúng không? Nên gọi thợ sửa thôi. Bạn biết đấy, nhiều phụ nữ làm thợ ống nước mà. Tôi sửa cho, ngày này là của tôi mà. Đầu tiên, bạn phải xắn tay áo lên. Để xem bị gì đây. Thấy ghê quá. Íu, sắp nôn ra rồi. Còn đây, dưới bồn rửa. Cái mùi, hết muốn thở luôn. Cô thợ sắp phải vận hết công sức. Bà cắn răng chịu đựng. Nhưng không may, cô cạn kiệt năng lực quá sớm. Để lại Su một mình với mớ hỗn độn. Làm bảo vệ ở câu lạc bộ không phải dễ dàng. Ồ, được, mời vào. Phụ kiện bạn cần là khuôn mặt lạnh. Và phải luôn giữ biểu cảm đáng sợ. Lại một sự cố gắng đột nhập vào buổi tiệc. Ừ, nhìn kìa, cái gì kia? Bảo vệ bị đánh lạc hướng và Megan lẻn vào được. An ninh nghiêm ngặt gì chứ, mơ đi. Ồ, thôi nào. Được rồi, phải tỉnh. Tỉnh nào. Này, sao cứ đứng ở đây vậy? Để mình qua cái coi. Hình như ai cũng có thể vào buổi tiệc riêng tư được. Quẩy lên nào. Các bạn thích video về những nhân viên thiếu kinh nghiệm
nghiệp trên đây không nè. Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh thiếu chuyên nghiệp chưa nào? Cho chúng mình biết dưới phần bình luận nha. Và đừng quên cho video này một like, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị về nghề nghiệp từ kênh của bọn mình nha.